Hello, chào các bạn. Lớp gia chánh của làng dưỡng lão tuổi Hạt hôm nay lại tiếp tục chia sẻ tập 2 bánh hoa hồng do bà Dương Bích Nga hướng dẫn. Vậy mời cả nhà vào lớp cùng mình nhé. Cái này là vật liệu để mà làm bánh bông hồng đó. Thì thứ nhất là có nhân. Nhân thì là tôm với thịt với nấm đông cô. Nếu mà muốn ăn cho đỡ ngán thì có thể cho măng tươi hoặc là cho củ sắn một chút thôi. Và thái một ít cà rốt vô để cho nó lúc mình hấp lên đó, cái bánh nó trong lại đó thì nó thấy những cái cà rốt trong cho nó đẹp thôi. Còn cái vỏ đó thì là có 3 thứ là bột gạo, bột nếp và bột năng. Và bột năng này thì mình có thể có nhiều người họ thích mềm thì họ cho thêm một chút bột khoai. Thì cái phân lượng đó cũng đơn giản thôi. Mình có nó làm ở trong này, mình có đây là bánh bông hồng đây. Đó. Và phải dùng cái kẹp này để mà bắt bông lên. Rồi sau cùng thì mình làm cái nhụy nó bằng cái cà rốt này. Đó. Cắt ra xong rồi để lên trên. Với lại để một chút xíu rau ngò lên để mà trang trí cho nó đẹp. Vậy thôi. Thì mình cho vào chảo một bát nước trước. Một bát nước mình mới cho thịt tôm mình dầm thì nó không phải, nó sẽ tơi như thế này. Còn nếu không thì nước lạnh thì nó phải cho vào lúc nước còn lạnh dầm thịt tôm nước lạnh nó mới tơi ra. Nó tơi ra lúc mình để lên nó đẹp. Dạ. Cái xong rồi cái nước ấy, nước thì nó hôi mỡ không ạ? Mỡ với nước ấy. Thành ra mình ăn thế này mình lấy hết được cái nước mỡ đi. Dạ. Thế xong rồi mình mới xào với lại hành. Cái này hành tây mình nhiều chút. Dạ. Nấm thịt với lại mình cho một chút cái cà rốt vô á thì cái bánh nó đẹp. Tại vì một lát nữa chỉ hấp lên cái bánh nó trong veo là đẹp. Đó. Cái nhân thì là đơn giản tiêu này, muối, đường. Khi mà mình xào cái thịt lên á để cho nó ra bớt nước đi. Dạ. Thì mới làm bánh hoa hồng được. Cái sợi đó là cái gì? Dạ, thì mình cho một chút xíu củ sắn cho nó đỡ ngán. Cái này á là có nhiều người hồi trước mình làm thì cho măng tươi cũng ngon lắm. Măng tươi ngon hơn. Mình làm thì không có, mình cứ muốn dùng bát nào thì mình dùng đong nước bằng bát đó. Chứ còn cái cách của mình làm á đơn giản để cho mình nhớ trong đầu, không có phải dở sách ra. Thì cái này á thì là cứ bột gạo thì phải ráo nước nó lên chín. Chín xong rồi á thì phải cho ngay bột năng với lại bột nếp. Mà nếu mà muốn bánh nó mềm hơn một chút thì cho thêm, thay vì bột năng hết á mình cho một chút bột khoai. Nhưng mà mình thấy là bột năng không có đủ. Tại vì nó có cái bột gạo, bột nếp này nó làm cho mềm. Thì bây giờ đó là đặt bột năng lên. Không để mình liệu chừng á. Bột này thì dư rồi, bột năng mình cho. Đấy, bây giờ mình có bột năng nó ít thì mình liệu chứ. Thì mình ạ, mình có cái phân lượng, mình còn có một chén bột năng đây. À, nhưng bột năng còn phải bớt ra để nấu chè nữa đó. Cái này là bột gạo này. Cái này dư này, chờ. Dạ, cũng có đem cái coconut oil đi. Dầu chưa có xài đơn thì chắc canola. À, thế là canola. Cái trứng là đường đó hả? Cái này là đường với cái muối thôi. Tại vì muối ăn bột ngọt thì với là 2 muỗng dầu. Nhưng mà mình sẽ dùng chân đó để cho một vài trước cũng được đi. Bột lên này. Bột này bột gạo. Nó té ra cũng nhiều lắm ạ. Bây giờ cho mình một chén rưỡi nước. Một chén rưỡi, bây giờ một chén rồi đó, giờ một chén để rửa chén nữa thôi. Đây rửa chén nữa nhá, rồi cái này xong rồi mình quậy nó lên thôi. Các cái bột bánh khác thì người ta nhồi nước sôi nước nóng á, người ta làm cái bánh này thì phải quậy chín cái bột này lên. Chứ cái bột gạo nó cứng lắm, thì phải pha loãng như thế này đây này. Thì thấy không? Nước nó loãng như thế này. Bếp. Cái bánh này nó làm lúc mà mình để mình nói cái kinh nghiệm của mình làm cái này, mình làm cũng hàng khéo. Vâng, phải đứng tại chỗ là luôn luôn canh vừa đúng một cái tắt bếp liền. Dễ hơn. Đúng rồi. Nó mặn để mình ăn. Nó đặt lại như thế này là được rồi này.
đây một chén một gạo nhé, thì một chén rưỡi nước với lại này quậy trên bếp cho chín lên, xong rồi cho muối cho đường, rồi mới xuống mới nhồi với một chén bột bột năng với lại một chén bột bột nếp với một chén bột năng. Cái bột năng này á thì có thể làm một nửa bột khoai một nửa bột năng cũng được. Đây mình có một chén bột nếp, nếu mà mình bột nó chưa có đủ đó thì mình cứ cho bột nếp thôi, một chén bột nếp nhé, cho vào đây. Cái bột nếp á nó để cho cái bánh nó mềm, cái bột năng á để cho bánh nó trong, cái bột gạo á để cho bánh nó đứng. Ra ba phần. Từ từ. Cái này đó thì kinh nghiệm của mình đó, mình cho vào túi ni lông. Mình nhồi á, nó ở trong này nó sạch sẽ lắm mà nó là, thì mình cho một ít dầu vào trước. Mình cho nó để cho nó khỏi dính nhá. Xong rồi ạ, chị múc vào đây hộ mình vậy. Dạ dạ, chị múc từ từ vô. Cái lúc mà các chị cho bột nó phải cho lúc mà cái bột gạo nó còn nóng. Cho thêm chút dầu cũng không sao. Cho mình sợ cái chứ còn nhà mình làm cho nhiều dầu hơn ạ. Đây là mình nghĩ thì mình cho một tí dầu lên để cho nó phải dính. Bắt đầu nó dẻo rồi này. Mình có thể mình bắt mực, chị cứ nhồi đi. Dạ. Xong rồi mình nhồi một ít để mình làm cho mọi người. Bây giờ mình cứ làm được cái bánh vừa đó thì là mình làm 100 gram mình chia ra làm 4. Nếu mà làm nhỏ thì chia 5 lắm. Mình cắt ra làm 4. Cái bánh này thì nó đây. Cái này đó trước các chị nặn á, cái bìa này á nó mỏng nhá. Đó. Tại vì cái bột ở phía trên này mình cần để mình bắt bông, cho nên là cái bột trên này nó hơi dày chút. Đó. Còn cái đế này thì mình cho nó mỏng mỏng chút xíu. Đó. Tìm đây. Một thìa. Thì mình cho tôm này, nấm này, đó, đại khái như vậy. Nhìn cái món này nó khá cả. Không thể ra được. Mình phải bỏ cái răng ra. Vậy cái răng khó làm lắm. Thì tém những cái này lại với nhau này. Thì mình sẽ tụm nó lại thế này. Kẹp như thế này, nhưng mà phải chấm một tí dầu. Thì trước tiên á là mình sẽ làm ba cạnh trước. Cái chỗ này á mình sẽ để cái nhụy ở trên cho nó đẹp. Xong bắt đầu từ đây á, mình cặp lên. Mình cặp cứ xen kẽ như thế này. Nó có cái tầng thứ hai thì mình kế vào đây. Cái bánh bông hồng đây. Đó, rồi mình để lên cái này. Thì lát nữa mình cho vào quả hấp mình hấp. Các chị tùy theo cái là nhân hơn. Không, bánh phải có nhân hả? Đây, bây giờ mình làm cái này nó cái xài này nó lớn hơn một tí xíu. Đó. Có phải khi nó chín thì giống cái thì nó nhanh hơn. Đó. Đó. Mình cặp mình dựng đứng là mình. À, cái này ở Việt Nam họ gửi sang cho mình, nhưng mà mình nghe bảo Tạp Phong có bán rẻ không biết Tạp Phong
Tạp phong. Đây này thì nó thành cái bông rồi thế này. Xong rồi á, lá ngò nữa nó xinh xanh. Chút xíu nữa mình trang trí lên mình thấy tốt đẹp hơn. Thì cái bánh nó như thế này đây. Hấp lên thì nó cũng như thế này thôi. Cái này chỉ có đám cưới thôi, đám cưới. Mình lớn được không chị? Được rồi, được rồi. Đây. Đó. Lúc mình cặp mình nghiêng nghiêng cái mình đỡ chị đây này đó, bởi cái cánh này nó rất là mỏng manh đó, thành ra lúc mình hấp á mình phải đứng đó mình canh. Dạ, nó ra thành cái bông hồng. Chị tém nó xuống dưới, đây nó thành cái bông hồng đẹp không? Dạ, thành cái bông hồng đẹp. Đấy. Đó. Được, các chị cứ làm đi, các chị làm đi mình. Này má ba đứng được đây, em quay cho má ba. Dạ. À, má ba bỏ cái bịch bột ra. Này bông rất là hồng nở, này bông hồng mà còn túm 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 đẹp lắm chị, mới làm bên nhà mà bự đó chị, bánh bự hơn, cái này là 120 gram, cái này á là 100 này, tùy theo các chị thấy cái size, cái này 100, cái này 101, cái này 102. Dạ, vâng. Mình lâu lắm rồi. Ô hồn phụ nữ thì mỗi tháng dậy một lần. Chỉ cân 100. Đó, dễ mà. Thầy làm dễ chứ học trò làm. Đấy, bây giờ cái bánh nó ra thế này đây. Thường thì nhiều đám cưới á, chị cầm cái bánh ấy, chị cầm cái này này đó, mà chị làm cho cái này nó xếp vào cái bài mình kinh nghiệm á, là khi gấp là các chị phải đứng tại chỗ thôi, đừng có đi quên cái, chỉ một phút thôi chứ không có nhiều, cánh nó rũ hết xuống, nó trong lên là được. Bột nếp á thì nó dẻo, một năng một gạo thì để cho nó đứng bánh, còn một năng để cho nó trong, nó không có mịn á. Rồi, bây giờ mình đủ rồi đây này. Đây, chị chia hấp bọn mình. Đó, cái này cũng là... Chị làm cái đế ta hơi dày rồi đó. Nhiều một nghìn hơn. Dạ, chị em bởi với lại cái này. Không có lát gì. Chị làm cái đế nó dày á. Dạ. Cái trên nó chín mà cái đế nó không chín. Dạ. Dạ, để em phải lọc thôi. Đây bây giờ chị cũng muốn quay rồi. Dạ, hơi nước. Này xem chị thấy không? Nó bắt đầu chân rồi. Học sinh làm nha bà con. Cũng đẹp chứ hả? Cũng đẹp. Đẹp trắng. Đó, đây. Đẹp quá. Sorry. Chị hân hạnh lắm mới được mấy chục cái phone để trên thằng. Nhỏ, nó là nhụy mà. Đó. Cái này là nhụy nó to quá, nó không có cân với cái bánh. Bây giờ cô giáo làm cái gì vậy chị? Nè, cái hàng dắt cái nó xúc hình, thành ra không biết nó kém. Đúng rồi, lấy cái này. Đây, bây giờ cho mình xin cái đĩa đi, cái con cái đĩa nào. Đẹp mà giờ lên bánh cũng đẹp như điên. Nó không có dính nữa đâu. Nó chín rồi. Nó chín rồi đó. Thì mình cắt 100, 120, 101 bột đó. Ví dụ giờ mình bỏ màu vô được chị, lúc mà mình lấy bột đó, mình bỏ màu vô thành cái bông hồng. Bỏ hết thì chị trộn, còn chị muốn mà ở dưới nó trắng, ở trên nó hồng á. Yeah. Thì lúc mà chị làm bánh còn sống đấy, chị chấm, chị pha với nước một chút, chị chấm nhẹ vào những cái gánh này nè, nó tự nó lan xuống, thì nó chắc chắn hồng. Để ngoài bàn ha.
đó, đó bưng đem đây ăn đi. Bên cái phòng dining room á, thì các cô, các chú, các bác cao niên á, thì đang thử bánh hoa hồng và chè bưởi. Làm xấu mà đòi lấy cái chạy đẹp nhất mà. Không không bị ghét, không bị hát, không bị ghét trơn. Trời ơi, chào cả nhà nha. Dừa. Bột dẻo. Bột dẻo. Ok. Bánh đứng là đẹp. Rất là ngon. Rất là ngon. Bánh về cho vỏ này nè chị. Dạ cảm ơn chị. Nói lại chị. Rất là ngon nha. Rất là ngon. Vừa cái nhân rất là vừa mà bột thì rất là dẻo. Dạ. Cảm ơn chị. Rất là ngon. Đặc biệt lắm. Khéo lắm ha. Cảm ơn bà thầy giáo kìa. Có nhiều người nghe tài quá này. Sau lớp học thì tất cả những học viên sẽ ở lại để thử cái thành phẩm của mình đã làm và ăn bún riêu do một mạnh thường quân gửi tặng. Ok, bây giờ bánh hoa hồng là bữa nay được cô giáo dạy nha. Bây giờ mình tất cả mọi người đều thử hết rồi, bây giờ mình thử. Nhưng mà theo mình nghĩ là bánh này phải được ăn nóng thì chắc ngon hơn. Dạ, từ từ. Nãy mình có nói đó, cái cách làm mình cần cái bụng nó, cái nhân nó tươi. Ô, cái nhân của dĩ vừa quá ha. Ok, mời cả nhà nha. Cái này tôm bún riêu phòng của Mạnh Thường Quân đãi học sinh học bữa nay. Tôm bún nè, có cá kho trần, rồi đậu hũ, gà, rất là thơm ngon. Giờ mình thử nha cả nhà. Nặng miếng chanh vô đã. Nặng miếng chanh vô đã. Rất là ngon nha, mình thử nha. Mình xin dừng video tại đây. Chúc các bạn vui khỏe, một ngày mới an lành và gặp mọi sự may mắn trong cuộc sống. Xin đừng quên đăng ký kênh, bấm like và share để mình có động lực làm nhiều video mới. Xin chào tạm biệt, cảm ơn các bạn, gặp lại các bạn ở video sau.